Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Kính thưa quý vị khán giả, lở đất vỡ đê do mưa lũ hoành hành ảnh hưởng hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của dân Trung Quốc bị chìm trong biển nước. Mưa lũ liên tục các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc lại vừa xảy ra đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng hoặc mất tích, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời. 6 người đã bị mắc kẹt do lở đất ở phía tây nam tỉnh Quý Châu tấn công 3 ngôi làng. Và ngày hôm qua, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 156.000 người đã được di rời và 6 người bị mắc kẹt phải được giải cứu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt giữa bùn và đá vụn ở vùng núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi nhà khác bị hư hại. Cảnh quay trên không cho thấy vùng đất xanh mướt rộng lớn trước đây nay đã ngập trong bùn. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt. Kể từ đầu tháng 1 đến nay, thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn bởi những trận mưa lớn liên tục từ đầu tháng đã gây ra thiệt hại cho nền kinh tế nước này, vốn đã suy yếu do sự tấn công của hậu đại dịch COVID-19. Một trận sạt lở khác vào sáng sớm ngày hôm nay tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã chôn vùi 51 ngôi nhà và 96 người dân, 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi San Khánh cũng đã đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây, với nguy cơ sạt lở và các thảm họa khác trên địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, các học sinh cũng rất mệt mỏi trong tuần này vì phải vật lộn để đến được trường đúng giờ. Trong khi nước lũ tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực, các nhân viên cứu hộ địa phương đã sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các địa điểm trường tỉnh Hồ Bắc vào sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, tỉnh miền Đông Trung Quốc là Chiết Giang vào 2 ngày trước đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên mức cao nhất dòng sông Tiền Đường giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông, hồ và dự báo sẽ còn tiếp diễn. Đến 19 giờ cùng ngày, mực nước tại hồ chứa Tân An Giang, công trình chống lũ quan trọng ở phía thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt 108,5m, cao hơn mức bình thường. Theo giới chức tỉnh Chiết Giang, mực nước sẽ còn tiếp tục tăng và dự kiến sẽ lập kỷ lục so với năm 2022. Hồ chứa lớn nhất miền Đông Trung Quốc vào sáng sớm ngày hôm qua đã vận hành đập tràn lần đầu tiên sau 9 năm để hạ đỉnh lũ. Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Thủy lợi Chiết Giang cho biết mực nước nhiều con sông tại khu vực đồng bằng chính của tỉnh này đã vượt mức báo động. Theo cơ quan khí tượng dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc và trung tâm tỉnh Chiết Giang trong những ngày tới. Từ đầu tháng đến nay, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra trên 6 tỉnh thành của Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở phía Nam. Trong lưu vực sông Trường Giang, ít nhất 1.210 người đã thiệt mạng hoặc mất tích. Nhiều địa phương đã nâng mức ứng phó với mưa lũ giữa lúc mực nước các con sông và hồ tiếp tục tăng cao và cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn. Mưa lớn cũng đe dọa nhiều công trình thủy điện bao gồm đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang tại tỉnh Hồ Bắc. Theo Thông tấn xã Trung ương của đảo Đài Loan, đỉnh lũ sông Dương Tử đi qua hồ Bà Dương vào chiều ngày hôm qua đã làm vỡ hơn 200m đê ở phía bờ bắc của hồ Định Đồng, huyện Vĩnh Tô, tỉnh Giang Tây. Theo truyền thông Đại Lục, Cơ quan Phòng chống lụt bão huyện Vĩnh Tô cho biết, khu vực địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đê gồm có 80.100 mẫu đất canh tác, tổng diện tích đến 41.000 km2, đe dọa sự an toàn của 31.000 người dân. Công ty Thủy điện và Thủy lợi Giang Tây đã cử nhân viên đến hiện trường để chặn đê. Nhưng nước từ con sông bên ngoài đoạn đê được tu sửa vẫn chạy vào với tốc độ lớn. Việc chặn đê lại rất khó khăn. Những vật liệu bằng đá nhỏ thả xuống đã bị nước cuốn trôi, bởi vậy những người cứu hộ đã phải dùng đá to. Tuy nhiên, công trình phòng hộ lũ Động Đình tốn rất nhiều vật liệu, nên để sửa chữa đoạn đê này cần khối lượng vật liệu lớn nên đã làm việc rất khó khăn. Ước tính không thể sửa chữa lỗ hổng vỡ đê trong thời gian ngắn.
Hiện tại, mực nước Hồ Động Đình ở tỉnh Giang Tây tiếp tục dâng cao, ít nhất 4 trạm quan sát đã vượt đỉnh quá mức trong thảm họa lũ lụt năm 1998 vào năm 2020 và đã phá vỡ kỷ lục trong trận lịch sử của Hồ Động Đình vào tháng 6 năm 2020. Tình hình lũ lụt hiện rất nghiêm trọng. Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt Hồ Động Đình và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 3.900 km2, lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, từ ngày hôm nay đến cuối tháng, mưa lũ sẽ xuất hiện trở lại ở vùng Trung Du, vùng hạ lưu sông Trường Giang. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây Bắc Giang, Tây An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và một số nơi khác. Ở một số khu vực sẽ có mưa đá to. Truyền thông đại lục cảnh báo tình hình kiểm soát lũ ở trung hạ lưu sông Dương Tử sẽ rất là nghiêm trọng trong vài ngày tới. Cần ngăn chặn sự phát hiện của các thảm họa như lũ lụt các con sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn. Tổng cộng có 17.000 người đã bị ảnh hưởng ở 6 tỉnh thành và khu tự trị. 30.000 ngôi nhà đã bị sập và 9 con sông xảy ra lũ lụt trong lịch sử, vượt mức lịch sử vào mùa hè năm 2020. Trong khi mưa lũ, bão, gió đang tàn phá đại lục, thì chính quyền nước này không quan tâm mà tiếp tục đưa quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các quốc gia hàng xóm. Ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho quân tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Theo tờ báo Tuổi Trẻ cho biết, Bắc Kinh liên tục có các đợt tập trận kéo dài ở Biển Đông gần đây. Các cuộc tập trận này chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3, đợt 2 từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4. Khu vực tập trận trong hai đợt này nằm giữa tỉnh Hải Nam và Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới dồn dập sự tập trung vào tình hình Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh ở Biển Đông tập trận cả ngày lẫn đêm. Nhận định về các cuộc tập trận kéo dài gần đây của Trung Quốc, giáo sư Kat Taylor, Học viện Văn phòng của Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch tổ chức phục vụ một số mục đích như đào tạo, tích hợp các nền tảng công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng giữa hải quân và không quân. Theo chuyên gia người Úc, các cuộc tập trận của hải quân và không quân Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3 bao gồm các cuộc tập trận không quân phức tạp. Lực lượng không quân Trung Quốc đã tập trận cả ngày lẫn đêm với nhiều loại máy bay chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân trong khoảng 20 giờ. Bức tranh toàn cảnh cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược và đang tham gia một vòng xoáy hành động trả đũa ở Biển Đông. Nói cách khác, mỗi bên phản ứng lại các hoạt động quân sự của bên kia, giáo sư Kat Taylor nhận định. Ông Taylor cho rằng các cuộc tập trận quân sự được thiết kế để chứng minh khả năng cụ thể, quyết tâm chống lại sức mạnh hải quân của đối thủ. Các cuộc tập trận vào ban đêm và rạng sáng của họ để đáp ứng thời điểm của các hoạt động không quân của đối thủ. Theo một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học của Công nghệ Quân sự ở Bắc Kinh, lịch trình huấn luyện mới nhằm đáp ứng các hoạt động của máy bay và tàu chiến của Mỹ luôn diễn ra từ nửa đêm đến sáng, ông Taylor dẫn chứng. Ngoài ra, có thể suy đoán rằng thời điểm được chọn là trước cuộc tập trận Balikatan thường niên giữa Philippines và Mỹ, một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong những năm gần đây, giáo sư Taylor trả lời Tuổi Trẻ. Ngoài hai đợt tập trận nêu trên, báo South China Morning Post đưa ra con số thống kê đáng chú ý. Trung Quốc đã tiến hành gần 100 cuộc tập trận ban đêm trong năm 2022 so với chỉ 30 cuộc tập trận trong năm 2021. Bình luận của các động thái này của Trung Quốc, ông Hoàng Việt, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có thông tin cho biết Trung Quốc đã liên tục đưa ra các thông báo tập trận là để tìm kiếm một máy bay quân sự của họ đã bị rơi ở đây trong lúc tập trận. Tuy nhiên, việc kéo dài hoạt động tập trận cho dù máy bay đã được tìm thấy cho thấy Trung Quốc có thể có những ý đồ khác ở đây. Trước tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine khiến cả thế giới tập trung vào đây sẽ có thể dẫn đến sự lơ là ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, có những lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách gia tăng các vị trí và ảnh hưởng của họ ở Biển Đông, ông Việt nhận định. Thưa quý vị, động đất mới xảy ra ở Trung Quốc làm tăng mối lo vỡ đập Tam Hiệp. Một trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc rạng sáng ngày hôm qua đã làm dấy lên lo ngại có thể gây sạt lở đất và làm trầm trọng thêm tình hình của đập Tam Hiệp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA phát cảnh báo mưa lớn ngày hôm qua khắp Trung Quốc, đánh dấu ngày thứ 31 liên tục, Taiwan News đưa tin. Thêm vào đó, một trận động đất đã xảy ra vào ngày hôm qua ở khu vực phía trên đập Tam Hiệp. Cụ thể, vào lúc 4 giờ 08 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter đã xảy ra tại huyện Nhược Nhĩ Cái, tỉnh Tứ Xuyên ở độ sâu 8 km, theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc.
huyện Nhực Nhĩ Cái nằm ở thượng nguồn đập Tam Hiệp và khu vực cực bắc của châu tự trị dân tộc Tạm, Khương Nagua, tỉnh Tứ Xuyên. Dù cường độ của trận động đất không lớn lắm, nhưng độ sâu nông của động đất trong bối cảnh có mưa lũ nặng nề ở khu vực phía Tây Nam Trung Quốc dẫn tới lo ngại về nguy cơ sạt lở đất. Theo Taiwan News, CMA cũng đã phát cảnh báo mưa lớn từ 8 giờ ngày hôm qua tới 8 giờ ngày hôm nay đối với phía Nam Giang Hán, phía Tây và Nam Hạ Giang, phía Bắc Giang Nam, miền Trung Vân Nam, phía Nam Quý Châu, Hồ Bắc, An Huy, phía Bắc Hồ Nam và Đông Bắc Giang Tây. Trong vài ngày qua, lũ lụt nặng nề đã được ghi nhận ở cả ở phía trên và phía dưới Tam Hiệp, trong đó có cả tại thành phố Nghi Sương cách đập Tam Hiệp 40 km và Phượng Hoàng Cổ Trấn. Trước đó, từ cuối tháng 10 năm 2022, trên mạng Internet của người dùng Trung Quốc đã có một số cảnh báo về nguy cơ đập Tam Hiệp nếu xảy ra động đất. Một YouTuber người Trung Quốc hôm 30 tháng 10 nói rằng lũ lụt ở Trung Quốc năm nay đang vượt xa đợt lũ lụt năm 1998, đồng thời dự đoán rằng nếu động đất xảy ra ở thượng nguồn sông Dương Tử có thể khiến một trong những con đập nhỏ hơn bị vỡ. YouTuber này cảnh báo nếu điều này xảy ra có thể dẫn đến hiệu ứng domino, một đập bị vỡ dẫn tới những đập khác cũng vỡ và bản thân đập Tam Hiệp sẽ chịu một sức ép khủng khiếp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của tin mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ tin mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!